Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì có thể sẽ là một cái video báo giá tất cả sản phẩm TV cuối cùng mà trong cái giai đoạn này em mang đến cho mọi người. Tại vì giai đoạn tới thì có thể là em sẽ phải bắt tay vào một cái dự án mới, nên là để mà thời gian làm video thì sẽ không còn nhiều nữa. Nhưng mà em vẫn cố gắng hỗ trợ tất cả mọi người từ giá cả và một số những thông tin mà mọi người quan tâm. Hôm nay em sẽ báo giá tổng hợp cho mọi người tất cả những model mà đang có giá tốt tại thời điểm hiện tại. Và từ Samsung, Sony, LG, thậm chí là cả TCL, và theo cái phương thức đó là từ những model mới cho đến những model cũ tồn kho. Phân khúc thì chủ yếu nằm trong cái giải những cái hàng mà làm sao mà nó phù hợp với túi tiền của mọi người thôi. Đầu tiên thì sẽ là Samsung trước. Samsung thì như mọi người đã biết rằng là hiện tại thì các siêu thị cũng về khá đủ kho các mẫu của 2021 rồi. Ví dụ như là các dòng AU 7000, AU 8000, AU 9000 chẳng hạn, và tất cả các dòng QLED. Thì đầu tiên thì em sẽ báo giá cái dòng của 4K trước, tức là các dòng AU 7000, 8000. Đối với cái dòng này thì nó là kế thừa của các model đời trước, ví dụ như là TU 8001, TU 8500 đúng không ạ? Samsung thì model mới này họ vẫn giữ cái thiết kế thanh mảnh cũng như là những cái đường nét rất là mỏng giống như với các model trước, và họ đi sâu vào một số những cái công nghệ liên quan đến âm thanh. Giá thì em nghĩ rằng vẫn nằm trong cái top rất là dễ chịu. Một số những model mà mọi người có thể quan tâm mà em nghĩ rằng mọi người nên mua ấy, thì cũng cố gắng là mua từ cái dòng AU 8000 trở lên thì nó sẽ đỉnh hơn một chút. AU 8000 thì cái giá hiện tại em có thể cung cấp cho mọi người ở phân khúc 55 inch ấy, thì nó sẽ rơi vào là 16 triệu 800 nhé mọi người nhé. Giá này thì cũng rất là đẹp so với lại tất cả các dòng TV 4K đời 2021, thì giá này gần như nằm trong cái top thấp nhất rồi. Nếu mà so với Sony và LG thì nó là thuộc giá rất là tốt. 65 inch thì em sẽ bán với giá 22 triệu 500. 22 triệu 500. Mọi người thử so sánh cái giá này với các siêu thị khác ở trên thị trường xem. Hiện tại thì mẫu này thì cũng không phải là có nhiều lắm, tại vì chỉ có một số đại siêu thị là có thôi, còn những siêu thị nhỏ chắc chắn là chưa có đâu ạ. Tiếp là 75 inch của model AU 8000. Model này thì cũng có một số anh chị đã lấy hàng của em rồi. Rất tiếc là em nhờ các anh chị quay hộ nhưng mà anh chị lại chắc là bận không quay được. Thì model này giá cũng rất vừa phải này, 75 inch màn hình rất là lớn, mà giá hiện tại em có thể giao đến cho mọi người là 36 triệu. Giá này là em khuyến mại hết cỡ rồi, và em nghĩ rằng ở Việt Nam mình sẽ không ai bán được giá đấy đâu. Tiếp là một cái dòng nữa cao hơn, em cũng rất là thích cái dòng này, đó là AU 9000. Nếu mà mọi người có tài chính một chút thì nên lựa chọn hẳn model này. Nó giống như kiểu là năm ngoái chúng ta sẽ so sánh giữa model TU 8001 và TU 8500 vậy. Tất nhiên là em sẽ không đi sâu vào chi tiết nữa, mà em chỉ báo giá thôi. Model này thì em sẽ báo giá cho mọi người hai phân khúc màn hình nhé, đó là màn hình 55 inch và 65 inch. AU 9000 thì 55 inch giá sẽ là hữu nghị cho mọi người này là 18 triệu 500. Giá này thì mọi người cũng thử kiểm tra xem các siêu thị khác họ bán tốt hơn không. Còn đối với em nghĩ đây là giá rất là tốt rồi. 65 inch model này thì em cũng đã giới thiệu cho bạn thân em mua rồi. Model này rơi vào bán cho người nhà này sẽ là giá 26 triệu. 65 inch giá 26 triệu là mức vừa phải, cũng không phải là quá cao, cũng chẳng phải là quá thấp. Nếu mà thấp hơn thì mọi người có thể tham khảo xuống một số những cái dòng của 2020. Ví dụ dòng 65 inch nhá, của 2020 em có model TU 7000. Model này bán là 16 triệu này. 65 inch TU 8001. Model này sẽ bán hữu nghị cho mọi người trong cái video này luôn, đó là 18 triệu. Và 75 TU 8001 bán 27 triệu. Thì đấy là một số những cái dòng cơ bản 4K. Tiếp theo sẽ là dòng mà mọi người sẽ thích nhất, đó là QLED. QLED thì ví dụ như năm ngoái bán nhiều nhất sẽ là Q70T và Q80T đúng không ạ? Thì Q70T hiện tại thì em vẫn giữ giá chung, đó là 12 triệu 9, à xin lỗi, 15 triệu 9. Máy tất cả hàng của em đang báo giá đây là hàng nguyên đai nguyên kiện, chưa bóc hộp, chưa bóc băng dính nha mọi người nhé. Bảo hành chính hãng theo tất cả các hãng, bảo hành 2 năm nguyên bản từ ngày mình lắp đặt. Còn 55 mà 80T thì model này em sẽ bán khoảng 21 triệu. Thì đấy là hai model của 2020
2020. Thế còn 2021 thì sẽ toàn bộ thay bằng Q70A và Q80A. Q70A model 55 inch thì giá sẽ khoảng là 22 triệu 500 mọi người nhé, giá hữu nghị đấy, 22 triệu 500. Còn 65 Q70A model này cũng rất là đẹp, giá sẽ là 29 triệu 500 này. Tiếp là sang dòng 80A đi. Dòng 80A thì em đủ mẫu. 80A thì 50 inch thì sẽ là 26 triệu này. 55 inch thì sẽ là 29 triệu 500. Đó là dòng QLED 2021 của Samsung. Tiếp là em sẽ chuyển sang LG. LG thì nói thật rằng là một số những model 2021 thì em đang đợi về, nên là trước mắt thì em sẽ báo giá cái dòng 2020 ở một số cái giá nó sâu sâu, xem mọi người có quan tâm được không. Ví dụ như là 55 UN7000 nhé. Model này em sẽ đưa về giá cũng rất là sốc, kích thước 55 inch. Model này dùng cũng khá ổn. Tất nhiên là cái độ dày của màn hình với lại hình ảnh thì nó cũng chưa phải là đỉnh cao nhất đâu. Model này là model ở phân khúc thấp của LG, thì giá cung cấp đến cho mọi người là 10 triệu 300 mọi người nhé. Và em còn không còn nhiều lắm đâu, hình như là còn có 5-6 con ở kho thôi. Tiếp là 65 inch UN7000. Model này bán hữu nghị cho mọi người 14 triệu này. Tiếp là 65 inch UN7400, model mà có cái chân hình bán nguyệt, cung trăng ở giữa đó. 65 inch phân khúc màn hình lớn mà chạy cũng rất là ổn. Giá bán sẽ là gần 17 triệu. Có thể bớt một chút cho mọi người. 65 inch mà phân khúc này thì em nghĩ đây là top giá đẹp rồi. Giá đẹp. Tại vì ngay cả một số những hãng rẻ mà 65 inch họ cũng đã 14 15 triệu rồi. Thì model này chỉ thêm một vài triệu nữa thì mình có model này thì rất là đỉnh. UN7400 này dùng rất ổn nhé mọi người nhé. Tiếp là đến dòng UN8000. Thì UN8000 em có model 75 inch đi. Em rất thích cái model này. Tại vì là màn hình đã to rồi mà cái giá nó lại rất là êm. 75 inch mà nó chỉ có 25 triệu thôi. Thậm chí nó có thể bớt nhẹ, bớt đi 100-200 cho mọi người được. Là giá là rất là đẹp rồi này. Chưa đến 25 triệu đâu. Em vẫn có thể bớt thêm cho mọi người được một ít, khoảng 4-500 đấy. 75 UN8000 là báo giá rồi này. 82 UN8000 thì hôm trước em cũng báo giá rồi đúng không ạ? Hôm nay thử báo lại với một cái giá nó đẹp hơn để đẩy model này đi này. Đó là 37 triệu. Có fix nhẹ nha mọi người, 37 triệu. Một số những dòng nano, thì cái nano này thì em cũng đã nói rồi, nano thì bản chất màn hình nó là cùng với công nghệ QLED. LG thì họ gọi là nano, thế còn bên Samsung thì họ gọi là QLED. Thì còn một số model này nữa này, em cũng muốn đẩy nốt, ví dụ như là nano 81 này, 49 inch thì sẽ đẩy ra với giá là 12 triệu 500 này. 49 nano 86 này, đẩy ra với giá là 15 triệu tròn này. 55 nano 81 bán với giá gần 15 triệu, sẽ khoảng 14 triệu 7 gì đó. Tiếp là 55 nano 86 thì model này sẽ đẩy ra khoảng giá 17 triệu. 17 triệu này là không còn giảm được nữa rồi, hết cỡ rồi. Em trừ hết tất cả mọi thứ, từ những cái thứ ấm siêu tốc, các thứ linh tinh họ kèm theo để em trừ hết đi. Đó là về LG. Thế còn một model em nghĩ mọi người nên quan tâm, đó là 55 CX BTA. Model này thì các siêu thị vẫn đang bán khoảng đầu 3 gì đó đúng không ạ? Model này thì hiện tại em chỉ bật mí cho mọi người rằng em đang muốn chạy một chương trình về khoảng 28 triệu. Nhưng hiện tại thì em chưa chạy đâu nhé. Em chỉ báo cái giá khoảng đó cho mọi người biết thôi. Còn hiện tại chưa mua được giá 28 triệu đâu. Em vẫn còn đang muốn giữ lại một chút, tại vì nó không còn nhiều. Và model này thì thật ra là ngày xưa nhập rất là cao, nên là đấy mới là dự định thôi. Hôm qua thì cũng định làm một cái video để chạy những cái giá nó sốc hơn cho mọi người, nhưng mà nhiều dislike quá, mọi người không ủng hộ nên là thôi. Em cũng chỉ để giá như vậy thôi. Thế còn hàng hóa của em thì ở trên kênh này em nghĩ rằng
hiện tại đang xem video của em thì rất nhiều khách đã lấy hàng của em rồi. Và nếu như ai đã lấy hàng của em rồi mà thấy ok thì gõ hộ em một chữ ok vào phần bình luận để cho khán giả biết được không ạ? Tại vì có những người lấy chiếc tivi của em là chiếc thứ tư rồi, chứ không phải là chiếc thứ nhất, thứ hai nữa. Thậm chí có những khách rất là xa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, bọn em vẫn chuyển vào. Và thậm chí là các anh ấy còn chuyển tiền trước cơ. Các anh ấy chuyển tiền trước. Và có những khách hàng là lấy cả một bộ combo, từ tivi, tủ lạnh, máy giặt, rồi điều hòa lấy cả luôn. Như cái bác gì về hưu rồi ở Mỹ Đình, bác ấy lấy cả một cái bộ nó hơn 100 triệu. Tức là rất nhiều người đã từng được làm việc hoặc nhập hàng trực tiếp với em rồi thì có lẽ là sẽ hiểu hơn. Tiếp là chuyển sang Sony nhé mọi người. Sony thì em cũng sẽ cung cấp cho mọi người một số những cái giá nó cơ bản. Tại vì riêng phần Sony thì em đã có một cái video riêng rồi. Sony thì có một số những model nó cạnh tranh, mà đặc biệt là model 2021 ấy, nó ví dụ có dòng là X80G, X90G thì nó cạnh tranh trực tiếp với lại model AU8000 và AU9000 của Samsung. Model này thì hiện tại để mà giá nó sâu được thì em khuyên mọi người là nó chưa sâu được đâu. Nó phải mất một quãng thời gian nữa. Nhưng mà ở cái phần này thì nếu mà mọi người chọn cái model X80G ấy, thì mọi người có thể cân đối cả với lại model X86 nữa. Tại vì X86 là một trong những model mới mà nó cũng thuộc dạng gần như là hàng limited, tức là không có nhiều. Model này thì nó chỉ áp dụng cho một số những đại lý ở cửa hàng nhất định thôi. Mình dùng thì chắc là cũng ít khi đụng hàng. Thì model này thì hôm trước em cũng đã báo giá rồi. Ví dụ như là 55X86, giá thì chắc là nó sẽ vẫn rơi khoảng gần 23 triệu. Và hôm qua thì cũng định xây tặng một chút quà đấy, nhưng mà vì lý do em vừa nói thì em lại dừng lại mất. Thì tiếp là đến 65X86 thì model này nó sẽ rơi vào khoảng hơn 29 triệu một tí. Bán hữu nghị thì có thể khoảng 29 triệu, không đến 28 triệu thôi. 28 triệu, đó là nếu mà chạy chương trình. Một số model của X80G này, X80G này thì nó cũng ngang ngang với X86, thực ra là nó thấp hơn một chút. Tuy nhiên là cái giá nó sẽ rẻ hơn khoảng 2-3 triệu một model, thì mọi người có thể lựa chọn, em báo giá luôn. Ví dụ như là 55X80G, model này nó sẽ rơi vào khoảng 20 triệu. Em vẫn báo là nếu như mà ở Hà Nội thì em sẽ bán với khoảng 19 triệu 8 chẳng hạn, ví dụ thế. 65X80G thì giá nó khoảng 25 triệu. Đó là X80G này. Còn X90G thì giá ngày hôm nay 55X thì nó là hơn 26 triệu rồi. Hơn 26 triệu, nếu như mà cũng không có quà kèm theo gì cả. Kể ra mà ở gần Hà Nội thì em có thể là sẽ làm tròn được. Tất nhiên là nếu như mà mất thêm công lắp đặt thì chắc là cũng phải mất thêm cái phụ cho mấy người, cho mấy chú hoặc là mấy cái anh đi lắp. Tại vì cái giai đoạn này là giai đoạn bệnh dịch, nên ra là tuyển lao động nó khó lắm mọi người ạ. Có rất nhiều người đang phải đi cách ly rồi, hoặc là có rất nhiều địa phương mà xe bọn em chuyển hàng đến thì phải quay đầu rồi. Ví dụ như hôm qua có một số đơn hàng giao ở cái mấy tỉnh vùng ngược ấy là không vào được, không vào nổi luôn. Biển Hà Nội là chịu, không thể nào vào được, mà công an họ bắt quay đầu. Nên là rất nhiều đơn giao giờ rất là khó, nên mọi người cũng phải thông cảm cho em nhé. Thì đây là một số những cái báo giá cơ bản thôi. Đấy, còn cái tâm nguyện của em là vẫn muốn dồn vào để xây một cái, tức là mình sẽ chọn ra một cái model để mình chạy sốc nhất. Sốc ở đây có nghĩa là nó phải giảm vài triệu. Ví dụ như 55X mà model này nó đang là khoảng 20 triệu mà mình chạy về nó khoảng tầm 16-17 triệu thôi thì nó sẽ sốc. Tuy nhiên là rất tiếc là không được mọi người ủng hộ lắm, nên là em khó mà có thể lên được một cái kế hoạch được. Tại vì khi mà đã xác định là giảm model em về sốc nhất ấy, thì những model khác là sẽ phải lấy lợi nhuận và phải dồn, tức là những phải bán được nhiều những model khác vào thì để dồn tất cả cái lợi nhuận nó vào một cái model mình chạy sốc nhất đó. Nhưng mà do mọi người cũng chưa hào hứng lắm chương trình này nên là có thể là em sẽ dừng lại giai đoạn này, thì em chưa làm vội và em sẽ tập trung sang một cái dự án khác của em đã. Thì đây là cái báo giá mà em gửi đến mọi người.
cũng như là gần như là sẽ là cái báo giá cuối cùng trong cái phần TV này. Thế còn những cái phần nào mà em cảm thấy mọi người hỏi nhiều và vẫn quan tâm thì em sẽ gửi đến mọi người những cái video khác nếu như em có thời gian. Rất là cảm ơn mọi người vẫn luôn đồng hành cùng kênh, và tất cả những sản phẩm khác mà mọi người cần thì vẫn cứ nhắn tin Zalo, hoặc là nếu có chương trình khuyến mại gì mới của hãng thay đổi gì về giá cả thì em sẽ cung cấp giá cho mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả mọi người.